Dạ vua. Hữu đẹp không mọi người? Nè, nhìn thấy đẹp ha. Hữu đẹp, mình làm do u ăn thôi. Cho hộp sữa vô, thau ha. Chế nước sôi vô hộp sữa, là một lon nước sôi ha. Mình chế vô đây, lấy cái cây đảo cho nó tan sữa. Cũng cái lon này nè thì mình sử dụng để mình chế sữa vô luôn nha. Thì cái này là hai lon sữa. Hủ da ua cái nha. Hủ sữa cái Liên sẽ lấy 300 ml ha. Nếu các bạn mà sợ nó không tan thì các bạn sử dụng cái đồ đánh trứng, khuấy nhẹ nhàng cho nó tan đều. Mình nhớ ngày xưa phải đứa nào mà có kinh không cho làm cái da ua này, sợ nó bị hư, nó chết men. Bây giờ các bạn chế cái da ua nó vô đây, cái nước hỗn hợp nó vô đây. Cái loại hũ này nè là 200 ml, một hũ đi mua trên Amazon, rất là tiện và đẹp, có nắp đàng hoàng nữa. Rồi bạn chế vô từng hũ thì nó dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn là xách từng muỗng mà làm. Mình làm tổng cộng ra được 9 hũ nha. Rồi đậy lại. Giờ bỏ vô. Một số bạn nói rằng là không cần đổ nước vô cũng được, nhưng mà Liên chưa làm cách không đổ nước vô. Lúc nào Liên cũng đổ một chút nước hết. Rồi đậy lại ha. Rồi bây giờ bật nước yogurt lên thì nó chữ less, mình phải sửa nó thành chữ normal. Thì có 8 tiếng à, nó không có đủ chua, cho nên các bạn có thể để 9 hoặc là 10 tiếng cho nó chua, tùy các bạn ha. Đây là 9 phút 59, sáng nay mình gài 10 giờ, còn 1 phút nữa là nó xong. Đó, bây giờ nó nhảy qua chữ yogurt là xong rồi đó. Mới xong. Mình lấy ra cho mọi người nhìn ha. Đó. Bây giờ sẽ cất tủ lạnh, sáng mai ăn. Nếu các bạn làm qua đêm thì tiện hơn, còn mình làm từ sáng cho tới tối. Tổng cộng có 9 hũ lận, nhưng mà mình chụp bấy nhiêu thôi cho nó đẹp. Xong rồi đó ha. Hũ da ua này đây có thể làm cho những người nào mà bị bệnh đó, không dung nạp lacto đó, thì có thể sử dụng cái da ua này để làm da ua không.